Thưa quý vị, mùa lễ hội chùa Hương năm nay thì vừa mới bắt đầu được hơn một tuần và đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia du xuân và vãn cảnh. Tuy nhiên thì trước thực trạng người dân tăng cao thì một số nhóm đối tượng đã bất chấp những quy định để trục lợi, như là việc chèo kéo khách này, cò đò này, làm giả các loại thịt thú rừng để lừa bán hay là chặt chém du khách. Và thậm chí thì còn có hiện tượng tổ chức đánh bạc trong lễ hội. Trước tình hình thực tế thì mới đây vào ngày 26 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự để người dân yên tâm đi lễ. Tuy nhiên thì ghi nhận của nhóm phóng viên trong vài ngày qua thì những tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm. Chùa Hương, những ngày đầu lễ hội, mỗi ngày thu hút hơn 3 vạn khách thập phương. Bỏ qua những quy định, phớt lờ những cảnh báo, hàng nghìn phương tiện chở theo hàng vạn du khách không mặc áo phao, không phao cứu hộ. Nguy hiểm nhất là những chuyến đò thuyền chở quá số người như thế này. Về nguy cơ theo quy định thì nó mà có nguy cơ, nhưng thực chất trên dòng suối Yến từ trước này thì chưa có bao giờ xảy ra cái việc đó, chỉ có trừ những hôm giông bão. Tại chùa Hương còn có quy định không sử dụng xuồng máy, nhưng theo ghi nhận của phóng viên thì những chiếc xuồng máy vẫn ngang nhiên đưa đón khách. Này là anh, nếu mà hai người thì thôi, muốn nhanh thì phải 5 lít thì mới đi được, thế là nhẹ nhất. Đắt thế? Đắt thì bây giờ cả một chiếc xuồng thì giá kể mà có người đi nữa thì nó đỡ, thì nhưng mà chưa. Còn nếu mà dân nào có khi nó làm luật năm nay cũng thấy nghe bình thường lắm. Nói là cấm mà nó chạy mẩm mà. Làm luật thì mỗi tháng này đóng bao nhiêu tiền nộp thuế chúng ta đấy. Thì mới được chạy hả cô? Dưới sông thì lộn xộn, trên bờ thì hàng trăm dãy hàng quán bày bán nhiều loại thịt thú rừng. Không được chăm móc các loại thịt động vật, gia súc, gia cầm và kinh doanh động thực vật quý hiếm theo quy định của pháp luật. Loa phát thanh liên tục thông báo, nhưng cả tiểu thương lại chẳng bận tâm. Khuôn viên khu di tích là ma trận các gian hàng với động vật hoang dã, có cả những động vật nằm trong sách đỏ. Con này là con gì ạ? Trồn. Con trồn đấy thì là bán 3 tiền cân à? Nó 39 đầu. Đó, cây đá này á? Đấy. Con cây đá này bán như nào? Cây đá thì bán 8-800 một cân. Đấy, chị ướp cắt ra đi, chẳng ngon lành cho em về, em chỉ được xào ướp. Con này nguồn gốc ở đây hả chị? Con này nguồn gốc ở đây, nó chờ đây, nó ở đâu? Con đấy? Trồn thì 300 thôi, là nai. Nai thì bao nhiêu? Nai thì 500 một cân, nai thì nó rẻ hơn. Rẻ nhất thì là con gì ạ? Nói chung là cái dòng này là rẻ rồi, dòng này là nai thì giá nó như nhau. Con này là con gì ạ? Đấy, cây hương. Cây hương thì bán như nào nhỉ? Đấy, 600. Theo chính quyền địa phương, những loại thịt thú rừng trên có dấu hiệu làm giả, vì trên thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp thịt thỏ bị cắt tai hay thịt chó được kéo dài mõm để đánh lừa du khách. Thì không được phép bán những cái sản phẩm thú rừng trong khu vực lễ hội. Thực ra cầy hương thì ở trong khu vực lễ hội này không có cầy hương, là nằm trong phạm vi là cái đồ quý hiếm mà để coi là đang bảo vệ bảo tồn. Ngay trên đường vào khu di tích, người chảy hội vô tư đánh bài ăn tiền mà không hề bị nhắc nhở. Khu vực chùa Hương lúc về đêm, những chiếu bạc bắt đầu xuất hiện. Những du khách hành hương vô tư tham gia vào những trò đỏ đen ăn tiền. Những chiếu bạc này đã tổ chức ngay trong các dãy nhà trọ dưới chân chùa Thiên Trù. Ban đầu chỉ vài ba người tham gia, từ những đồng tiền lẻ, càng lúc càng hăng, chiếu bạc nhanh chóng lôi kéo cả chục người tham gia. Cái việc này sẽ trao đổi với thường trực ban tổ chức để chỉ đạo cái lực lượng công an thường xuyên kiểm tra vào cái nhà trọ vào buổi tối khi khách nghỉ lại, là cũng yêu cầu các cái chủ nhà trọ. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vẫn có những hiện tượng như cò mồi, chặt chém hay cờ bạc, tuy nhiên những điểm tích cực trong mùa lễ hội năm nay như chống trộm cắp, móc túi, đổi tiền lẻ đã được ban quản lý chú trọng hơn. Lực lượng công an cũng đã tăng cường hóa trang, mật phục để đấu tranh với những tiêu cực.